xe khách mang biển số Nghệ An do tài xế Đậu Xuân Sang, 39 tuổi, trú phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển theo hướng Nam Bắc, đang chạy trên quốc lộ qua Quảng Bình, thì chiếc xe khách đã bất ngờ phát quả khiến tài xế phải dừng ô tô, sơ tán hành khách và tài sản trước khi phương tiện này bị ngọn lửa thiêu rụi. Hơn 36 hành khách có mặt trên chuyến xe khách đã phải hốt hoảng tìm đường tháo chạy. Tuy nhiên, ngọn lửa sau đó đã bùng lên dữ dội thiêu rụi xe khách. Rất may vụ cháy không gây thương vong về người. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực quốc lộ đoạn Quảng Bình bị ảnh hưởng. Cơ quan chức năng ngay sau đó cũng có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc.